Hey, mình xin chào các bạn nha, rất vui gặp lại các bạn trên kênh Phúc Lốc của mình. Chiều nay mình chia sẻ các bạn một cái bài thuốc để xịt cái bông thọ cho thật là sung, thật là tốt các bạn. Với xịt sâu luôn, mình xịt 2 trong 1 các bạn, khỏi có công xịt nhiều lần. Thì nếu mình để xịt sâu thì cái gần thọ không phải là các bạn, nó không có sâu đâu nha. Có nhiều loại sâu lắm á, sâu bò tỉ rồi gầy đúng đó. Thì mình hôm nay mình chia sẻ các bạn nè, thấy không? Cái bình thuốc này mình mua chỉ có 5.000 bạc thôi các bạn đó, mà xịt liều lượng nó xịt được một bình 20 lít lần nha các bạn. Đây cái hiệu đây, lật ra đây kia cho các bạn đây nè. Cái hiệu các bạn rất dễ tìm, dễ kiếm, tìm hình như là mình cảm thấy là rất là dễ mua, xịt được rất nhiều loại sâu các bạn, rất là hay luôn đó. Rồi cái loại thứ hai xịt cho sung cây này là mình chia sẻ các bạn này, đây Hardwick các bạn. Loại này là xịt được rất loại nhiều cây trồng nha, lúa là cũng xịt được, rau màu tùm lum chân. Cái này mình xịt vô nó ra rễ mạnh, rồi nó bứng tược cũng mạnh, nó lá xanh trò mập Thì cái bạch này mình cũng chia sẻ các bạn là nó xịt được 16 lít nước rồi. Nhưng mà mình ở đây thì mình trồng ít chậu rồi mình có sử dụng cái bình của mình có 2 lít, mình pha được tới 8 lần đó. Thì hôm rồi mình cũng có xịt mà hôm rồi mình cũng quên, mình không chia sẻ các bạn. Thì nay mình chia sẻ các bạn mua gì xịt ha. Thì bây giờ mình mời các bạn đi ra ngoài vườn với mình ha. Thì các bạn nó rất xanh tốt luôn ha. Các bạn thấy hổm mình ngắt cái clip trước mình ngắt mấy cái đọt cho nó búng cái chèo ra, các bạn thấy không? Nè, cái này là hồi đó một cái cặp lá nè các bạn, một cặp lá là nó ra sẽ hai cái tược như vậy. Thì mỗi cái tược như vậy á có thể là có rất nhiều bông, nhưng mà chủ yếu thì mình để 2 bông thôi ha. Chứ giờ các bạn mà ngắt cái đọt nhìn này nữa là nó ra nhiều cái chèo clip nữa đó. Nhưng nè, các bạn thấy không, nó sẽ ra bông của trong cái này nữa nè, cái nhỏ xíu các bạn thấy không. Cái mình để mình dinh cái chậu này xuống trước cho các bạn xem đi, ở trên đây nó không rõ ha. Cái chậu này mình trồng tới 2 cây nè các bạn. Đó, nó ra là các bạn thấy không, cái này loại dạng thọ lùng nè đó. Để mình nghi các bạn thấy không? Nè, quá trời luôn, quá trời chèo luôn. Mình ngắt 6 cặp đá thời điểm mình cắt 6 cặp đá thì mỗi cặp nó ra là được 2 cái tược. Đẹp không? Thì Tết thì mình chưng rồi, mình đâu còn phải tốn tiền mua đâu các bạn. Nói chung là nó rất là hài lòng luôn, nó rất là tươi, chứ mình mua ở chợ về cái nó bầm đập hết trơn, không tốt. Bây giờ mình tiến hành xịt thuốc các bạn nha các bạn. Xịt cho đậm, mình không xịt nó bị mấy con rầy mấy nhện đỏ nó ăn quéo cái đọt hết trơn à. Xịt về là rất là ok luôn. Thôi video mình đến đây xin tạm dừng ha. Chúc các bạn xem video thật vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Thôi bye bye, chào các bạn nha.